Xin chào các anh chị. Chương trình workshop webinar Condition Asset điều kiện không thải phong tải truy cập sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. Trước trước khi bắt đầu sự kiện, Novantix xin lưu ý với quý khách một số thông tin như sau nằm bảo bảo chất lượng đường truyền và trải nghiệm của quý anh chị khi tham gia sự kiện. Camera và micro của người nghe sẽ được vô hiệu hóa toàn bộ sự kiện sẽ được ghi hình tự động và lưu lại làm tư liệu cho quý khách khi có nhu cầu trong suốt chương trình ngày hôm nay nếu có yêu cầu hỗ trợ câu hỏi hoặc muốn nhận thêm thông tin tư vấn từ noventic anh chị có thể nhắn tin trực tiếp câu hỏi vấn đề thắc mắc tại chatbot hoặc phản hồi liên hệ tư vấn về chương trình sau feedback form em sẽ đánh đính kèm trong khung chatbot đội ngũ noventic và diễn giả sẽ thu xếp trả lời các anh chị ngay trong sự kiện hoặc sau sự kiện để hỗ trợ nhanh chóng quý anh chị vui lòng sưng sử dụng danh xưng trùng khớp với thông tin đã đăng ký là bao gồm họ tên và các và công ty À, xin chào các anh chị. À, để bắt đầu cái buổi workshop hôm nay thì à, là đầu tiên mình xin được giới thiệu mình tên là à, Đinh Phú, à, mình phụ trách mảng à, đào tạo cũng như là tư vấn cho khối doanh nghiệp SMB của Noventic. thì à, với cái buổi à, chia sẻ hôm nay buổi workshop hôm nay thì có à, đồng hành cùng Noventic đó là à, anh Huỳnh Phi Vũ à, là chuyên viên tư vấn cho các khối doanh nghiệp SME, à, SM, à, LMC của Microsoft thì để không mất nhiều thời gian của các anh chị thì bắt đầu chúng ta sẽ cùng nhau đi qua cái phần workshop hôm nay. Thì như các anh chị đã thấy ở trên cái phần chia sẻ của màn hình đó là cái slide và cái tiêu đề là Domino Quizlet. Thì với cái tiêu đề Domino Quizlet này thì Microsoft muốn đưa đến cho các cái khách hàng của của Microsoft những cái sản phẩm tốt nhất với cái giá tiền đầu tư là phù hợp nhất. Thì với cái chủ đề hôm nay thì ở đây mình đa số các anh chị ở đây chúng ta đã đều sử dụng ít nhất là có đa số các anh chị đã biết đến cái sản phẩm là M365 của Microsoft. Thì mình chúng ta sẽ không đi nói lại tại sao chúng ta sử dụng và cái lợi ích của uh, của M365 nó là như thế nào. Tuy nhiên thì uh, ở mức độ khi các doanh nghiệp đang sử dụng ở các cái gói Basic hay gói Standard thì chúng ta chỉ mới vừa đáp ứng được cái những cái nhu cầu cơ bản nhất của việc mà chúng ta chuyển đổi số lên cloud. Vậy thì uh, với cái chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm uh, những cái những cái gì mà những tính năng nào mà M365 những cái gói nó cao cấp hơn, nó gói cao hơn nó mang lại cái giá trị gì cho người dùng, cho khách hàng? Thì trong cái bộ M365 Premium thì nó sẽ gồm có những cái tính năng rất là hay của 365 về Security. Tuy nhiên cái buổi hôm nay chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào cái tính năng là Conditional Access thì uh, giống như cái uh, cái tiêu đề của chúng ta hôm nay là conditional set có nghĩa là uh, truy cập không thỏa điều kiện truy cập thì chúng ta sẽ không được truy cập vào đúng không? thì với cái cái việc này thì nó sẽ giúp cho chúng ta uh, giảm thiểu cũng như là giúp cho chúng ta có thể uh, tránh được những cái rủi ro cho doanh nghiệp uh, mình nói ra một cái uh, công một cái gọi là câu chuyện nó rất là hiện thực là gần đây có những cái khách hàng của Noventic họ đã quay lại với uh, Noventic và họ um, họ cảm giác như là họ rất là hoang mang khi mà họ chuyển đổi số. Thì cơ bản thì họ lại có những cái câu hỏi như là uh, bây giờ tôi đã chuyển đổi số rồi nhưng mà việc chuyển đổi số của tôi lên cloud thì uh, tôi nghĩ là nó an toàn đó, tôi tôi nghĩ là nó ok nhưng mà cái vấn đề của tôi là như thế nào? Thì họ đang gặp cái vấn đề của họ là Uh, khi họ phát phát triển quá nhanh và cái lượng người uh, lượng nhân viên của họ trải dài khắp mọi nơi uh, họ làm việc hybrid uh, họ không nhất thiết là phải đến văn phòng uh, và uh, cái việc mà dữ liệu của 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 doanh nghiệp nó bị dễ bị thất thoát có nghĩa là uh, người dùng họ sử dụng uh, máy tính sử dụng điện thoại khắp mọi nơi để họ làm việc và cái việc mà họ làm việc mọi nơi như thế thì họ có thể chuyển đổi uh, chuyển data chuyển dữ liệu của công ty bằng các cái hình thức khác nhau, chẳng hạn như các cái nền tảng uh, xã hội uh, thông dụng khác nhau. thì đó là cái cái việc mà rất là nhức nhối đối với doanh nghiệp. khi mà doanh nghiệp ở quy mô nhỏ thì đối với họ những vấn đề đó không sao nhưng mà khi họ lớn mạnh và cái giá trị cạnh tranh của họ trong cái thị trường nó khốc liệt hơn thì tất cả những cái thông tin của doanh nghiệp là sự sống còn của doanh nghiệp. Vì thế, doanh nghiệp bắt đầu quay lại cái câu chuyện là bây giờ tôi đã lên cloud rồi. Vậy thì tôi muốn chống việc thất thoát dữ liệu, tôi muốn ngăn chặn hoặc tôi muốn là user của tôi chỉ truy cập được dữ liệu ở những nơi mà được cho phép thì sao? Thì đó là cái câu chuyện mà hôm nay chúng ta có thể sẽ đi qua. Thì đó là những một cái ví dụ rất là điển hình từ một số cái khách hàng của Noventic. Thì với cái các yêu cầu của khách hàng với các cái gọi là cái sự gọi là nhức nhối cũng như là cái sự băng khoăn của khách hàng mình dùng cái từ là gọi là khủng hoảng của khách hàng thì Noventic làm làm sao để có thể giúp khách hàng giải quyết được những cái vấn đề này? Noventic đã tư vấn cho khách hàng nhiều giải pháp mà trong đó là có một trong một trong những cái giải pháp đó là uh, Conditional Access. Thì cái uh, tính năng Conditional Conditional asset này á thì nó sẽ nằm trong cái bộ Microsoft Intune, uh, Microsoft xin lỗi uh, Microsoft Business Premium. Uh, như các anh chị thấy trên cái slide của chúng ta thì uh, trên cái phần uh, M365 cái gói Basic và gói Standard á, nó sẽ không được trang bị những cái tính năng về Security đúng không nó không bảo vệ được dữ liệu của các anh chị nhưng mà với cái gói premium này nó đã đang giúp cho doanh nghiệp đang giúp cho khách hàng đang giúp cho các anh chị có thể đưa ra nhiều cái giải pháp cũng như là bảo vệ được dữ liệu của chúng ta đây đây là mọi người thấy không nó gồm có những cái bộ như Intune nè Information Protection nè Defender nè Conditional Access nè và cái Windows Virtual Desktop thì với thì với cái bộ giải pháp này chúng ta có thể uh, giúp được doanh nghiệp giải quyết được cái bài toán của họ thì uh, với những cái uh, với những cái sự gọi là băng khoăn uh, cũng như là cái yêu cầu từ phía khách hàng thì uh, hôm nay Novitic đã có cái buổi chia sẻ cũng như là có những cái phần demo thực tế luôn cho các anh chị có thể là chúng ta sẽ hiểu được vì sao chúng ta nên phải đầu tư để bảo vệ dữ liệu của chúng ta. Thì hôm nay Noventic sẽ có mời thêm một chuyên gia đến từ Microsoft đó là anh Huỳnh Phi Vũ. Anh Vũ là người chuyên về tư vấn cũng như là chia sẻ những cái vấn đề về security cũng như là các giải pháp trên cloud của Microsoft. Thì Tại sao tại sao Noventic phải mời Microsoft? không lẽ mà không lẽ không, lẽ không biết à, để, để, các cái giải pháp này hay sao? À xin thưa với các anh chị là Noventic vẫn biết. Tuy nhiên, chúng ta sẽ đứng ở cái góc độ là Microsoft là người họ thiết kế ra những cái giải pháp này và họ sẽ à, nói và chia sẻ với chúng ta một cách nó sâu sắc nhất. Thì ok, thì tiếp tục thì mình sẽ à, mời anh Vũ À, có thể à, chia sẻ cũng như là à, làm một số à, cái demo cho các à, à, quý anh chị ở đây chúng ta cùng nhau à, để mà hiểu các cái tính năng trên cái à, business premium nhé à, em chào mọi người ạ à. À, không biết mọi người nghe em nói rõ không ạ à? yeah. à, nghe em nói không anh phú ơi ok ok nghe Nên rồi phú. vũ ơi yeah. OK, uh, em sẽ em chào mọi người. Em sẽ em phép được giới thiệu, em tên là Huỳnh Phi Vũ, dạ. Em hiện tại đang là Cloud Solution Architect của Microsoft Việt Nam, phụ uh, trách uh, mảng khách hàng doanh nghiệp SMB ở Việt Nam mình. Dạ, thì uh, trách nhiệm chính của em là uh, chuyên tư vấn về các giải pháp à, uh, modern Workplace của Microsoft Security của Microsoft uh, được xây dựng trên nền tảng của uh, Microsoft 365 cho uh, khách hàng. Thì uh, cũng như là anh Phú uh, vừa chia sẻ với mọi người thì uh, Um, theo em được biết thì đa, đa, đa số các anh chị mà tham gia trong cái buổi workshop ngày hôm nay thì đều là um, doanh nghiệp mình cũng đã có sử dụng qua cái uh, Sản phẩm M365 rồi yeah. Thì để chắc là mọi người cũng biết M365 là cái gì rồi thì uh, Hôm nay thì em sẽ không nói nhiều về M365 nhưng mà em sẽ focus vô cái Giải pháp bảo mật Mà được xây dựng On top of các cái dịch vụ của M365 đang có Dạ yeah. À, thì như hồi nãy anh Phú cũng có chia sẻ đó là các giải pháp bảo mật của Microsoft và số thì đối với khách hàng như vừa và nhỏ thì mình có thể mua các cái gói uh, Microsoft Microsoft Business thì trong đó trong cái gói Business đó thì có cái gói Business uh, Premium là nó có đầy đủ các cái tính năng về bảo mật. Yeah. Thì uh, nếu như các anh chị mà bữa nay nghe Vũ nói uh, được quá các anh chị muốn trải nghiệm thì các thể mình có thể uh, thử mình trial cái gói uh, Microsoft 365 Business Premium để um, xem coi là các tính năng mà anh vũ trình bày ngày hôm nay thực sự ra nó xài như thế nào, nó chạy như thế nào. Dạ. Yeah. Thì uh, em em cũng sẽ focus vào một cái một, một một cái phần demo là nhiều. Tuy nhiên trước khi mà vào cái cái phần demo của em á thì em sẽ uh, trình bày sơ cho mọi người hiểu về cái 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 ID của cái giải pháp nó như thế nào. Um, anh Phú thấy cái màn hình của em chia sẻ cho anh, anh Phú hả? À, ok thấy rồi vũ rồi. Dạ rồi. Thì uh, như các anh chị biết á uh, là Microsoft không phải là cái hãng đầu tiên làm bảo mật. yeah. Có thể nói là Microsoft là cái hãng non trẻ nhất trong cái giới bảo mật về các giải pháp bảo mật. Yeah. Thì uh, uh, tuy nhiên á uh, cái giải pháp bảo mật của Microsoft nó hay một chỗ á so với những cái hãng khác mặc dù là um, mới bước chân vào trong thị trường bảo mật thôi nhưng mà Microsoft có một cái lợi thế tức là thứ nhất là khối lượng người dùng của Microsoft rất là nhiều. À, thì nhờ cái chuyện mà Microsoft có cái khối lượng người dùng rất là nhiều như vậy nên là Microsoft hiểu rất là rõ về hành vi của một cái người dùng thông thường khác như thế nào so với hành vi của một hacker họ, họ 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 tấn công vào trong hệ thống hoặc là của một con virus hoặc là của một cái con malware một con ransomware khi nó xâm nhập vào trong hệ thống của mình à, thì uh, dựa trên cái kiến thức đó thì Microsoft xây dựng cái giải pháp bảo mật của mình trên nền tảng Zero Trust. À, Zero Trust chắc là anh chị cũng nghe nhiều rồi đúng không? Nhiều nghe nhiều hãng bảo mật khác nói rồi. Nhưng mà cơ bản Zero Trust thì nó chỉ đơn giản, ID của nó là không tin bố con nào hết. Cái gì mà xảy ra trong hệ thống của mình, mình đều phải lấy lắp lại, phân tích nó để xem coi cái hành động, cái sự kiện vừa xảy ra trong hệ thống đó nó là một cái hành động, một sự kiện bình thường hay là một sự kiện bất thường. Rồi, em sẽ nói một cái ví dụ rất là đơn giản cho các anh chị có thể hiểu được thế nào là bình thường và thế nào là bất thường. Um, mọi người đang sử dụng Microsoft Teams để họp với em thông qua cái 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 bộ shop này thì rõ ràng là mọi người đăng nhập vào trong Microsoft Teams từ địa chỉ IP của Việt Nam đúng không ạ? Hiện giờ là 10 giờ 20 phút rồi. Uh, 10 giờ 25 phút tự nhiên hệ thống uh, mà, mà sẽ làm thông báo cho các anh chị uh, qua cái điện thoại là các anh chị có đồng ý cho cái đăng nhập này vào trong hệ thống hay không Tức là chứng thực đa lớp đó Của Microsoft Thì các anh chị khi mà nói, Mình đang ngồi tham gia workshop Thông qua Microsoft team mà mình có đăng nhập vào đâu đâu Mà tự nhiên nó lại yêu cầu mình Approve cho cái đăng nhập này Chứng thực đa lớp cho cái đăng nhập này Mình bấm vô mình coi thì mình mới thấy được là Cái đăng nhập này nó từ Trung Quốc Nó từ Ấn Độ Nó từ Nga Nó từ Đức nào quốc gia nào đó à, Thì Mình thấy lạ mình sớm bấm từ chối rồi thì sau khi các anh chị bấm từ chối thì ngay lập tức hệ thống biết Microsoft biết là cái đăng nhập vừa đăng nhập vào trong hệ thống từ cái nước khác đó nó là một cái đăng nhập bất thường và nó sẽ chặn ngay cái hành động đăng nhập đó lại xong mà hệ thống sẽ bảo gửi, gửi cho các anh chị một kim em các anh chị vui lòng đổi password đi tại vì password của anh chị có thể lộ ra rồi đó, thì các anh chị biết là Microsoft biết chắc chắn là trong không thể nào trong 5 phút mà mình có thể đi từ Việt Nam sang những cái nước đó khác Ờ, nên là Microsoft thấy lạ Microsoft hỏi các anh chị có đăng nhập có đồng ý cho cái đăng nhập này vào không Microsoft vẫn hỏi mọi người tại sao Microsoft biết đó là một cái hành động không thể nào xảy ra nhưng mà Microsoft vẫn hỏi Tại vì trong trường hợp đôi khi có thể các anh chị xài VPN Khi mình bật VPN lên rồi thì mình kết nối uh, VPN tới cái, cái, cái server ở nước ngoài mình đăng nhập vào trong mạng thống Rõ ràng là cái địa chỉ đăng nhập của mình trước đó và sau đó sau VPN thì nó khác nhau hoàn toàn từ hai quốc gia khác nhau đó, Thế nên là Microsoft hỏi lại các anh chị xem ờ, có đúng phải là các anh chị đăng nhập thông qua VPN hay không. Mà nếu không phải các anh chị đang nhập thông qua VPN thì chắc chắn là password của anh chị đã bị lộ rồi. Đó thì mọi người thấy đó, là Microsoft lấy lóc tất cả những sự kiện xảy ra trong hệ thống, một cái lóc lúc 10 giờ 20 và một cái lóc lúc 10 giờ 25. Từ hai chỉ bị khác nhau và Microsoft biết ngay một cái hành động nó hành động bất thường. Để làm một cái chuyện đó đối với những giải pháp khác đó, thì mình phải đầu tư cơ bản như các anh chị thấy là các anh chị phải đầu tư một cái hệ thống SI để lấy lóc đúng không ạ? Ừ, chưa nói tới cái chuyện là mình phải có cái hệ thống storage để mình lưu trữ cái lóc đó lại rồi sau khi mình lấy lực lốc rồi mình phải có thêm một cái tool để mà mình query những cái lốc đó ra xong rồi mình phải có một cái chuyên gia expert uh, chuyên làm security operation để họ ngồi nhìn cái lốc đó phân tích và họ nhìn cho hai cái lốc liên tục lúc 10 giờ 20 và 10 giờ 25 họ mới phán đoán ra là cái tài khoản của anh chị có thể bị lộ password đó, thì mọi người thấy là để làm một cái chuyện mà một cái chuyện rất là đơn giản giống như vậy thôi thì đối với những giải pháp khác mình phải đầu tư khá là nhiều cũng không có đơn giản là mình triển khai trong khi đối với giải pháp của Microsoft thì tất cả mọi thứ đã được tự động bị lock lưu trên cloud của Microsoft Microsoft dùng AI machine learning của Microsoft để phân tích và dựa trên một cái baseline về security như thế nào là bình thường như thế nào là bất thường đó dựa trên cái 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 baseline đó mà Microsoft phân tích xong Microsoft đưa ra cho các anh chị khuyến nghị nó thì cơ bản zero trust ID nó là như vậy rồi thì để làm Zero Trust thì Microsoft làm ba bước đơn giản lắm anh chị ạ. Dạ. Bước đầu tiên là protect, protect tức là Microsoft sẽ bảo vệ hết tất cả các cái resource có trong hệ thống của mình. Đó. Thì uh, các resource của mình trong hệ thống đó bao gồm là tài khoản của người dùng nè thiết bị của người dùng sử dụng nè và data của doanh nghiệp này. Microsoft sẽ protect ba cái resource này. Dạ. Sau khi Microsoft protect ba cái resource này, bước thứ hai Microsoft làm chính là detect, detect tức là Microsoft lấy lock liên tục và Microsoft phân tích giúp cho các anh chị xem có bất kỳ sự kiện hành động nào bất thường so với lại ba cái resource này của anh chị không có tăng tăng nhập như hồi nãy mới ví dụ về phần tài khoản đăng nhập nó có bất thường hay không. À, về phần thiết bị có một thiết bị nào lạ chưa được đăng ký với công ty mình mà truy cập vào trong hệ thống của mình hay không. À, hay data của, của công ty mình đang được chia sẻ ra ngoài có một cái user nào khác ngoài doanh nghiệp của mình mà họ truy cập vào cái data đó của mình hay không. Microsoft sẽ phân tích liên tục các cái 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 log mà Microsoft thu thập dựa trên ba cái resource đó để rồi tới cái bước thứ ba là làm lại cái gì là respond lại respond lại có nghĩa là mình phản hồi lại cái sự kiện vừa xảy ra đó thí dụ như đó là một hành động bất thường user sáng sớm à, chị kế toán chị mở một cái file báo cáo tài chính đó là chuyện bình thường vẫn hệ thống vẫn tiếp tục cho chị mở nhưng mà một con ransomware tự nhiên sáng sớm vô nó mã hóa một lúc năm mười file kế toán thì ngay lập tức đó là một cái hành động bất thường mặc dù nó dùng nó xâm nhập cái máy chính máy tính của chị kế toán và nó mã hóa dữ liệu cũng từ tài khoản của của chị kế toán đó nhưng mà hệ thống lập tức đã biết được đó là hành động bất thường, không tự nhiên sáng sớm vô mà hóa năm 10 file. Chắc chắn là, là somewhere này chẳng cái hành động lại Dạ. Yeah. Mình sắp làm ba bước. Uh, protect, detect, respond. Rồi. Thì với cái idea làm zero trust tức là không tin ai hết, lúc nào cũng phải thu thập log và phân tích và với cái idea là mình sẽ làm ba bước như vậy thì uh, Microsoft có một cái công cụ, một cái tool ở trong cái bộ giải pháp của Microsoft đó tên là Conditional Access. thì Conditional Access nó đơn giản là uh, một cái tool để cho anh chị xây dựng các chính chính sách bảo mật thông minh. À, chính sách bảo mật thông minh nó khác nhau một chỗ so với những chính sách bảo mật mà, mà mình hay 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 um, nói tới tức là xưa giờ khi mà mình đặt ra chính sách bảo mật á, ví dụ trên Firewall các anh chị đặt cái chính sách bảo mật thì cho phép hoặc không cho phép chỉ là yes hoặc no thôi. Cho phép hoặc không cho phép mà user mình truy cập tới một cái địa chỉ nào đó, hoặc truy cập tới một cái file nào đó, một cái server nào đó. Nhưng mà đối với Microsoft thì cái chuyện nó chuyện là phải làm được hơn như vậy như vậy nữa. Uh, user có thể là uh, lúc bình thường họ làm việc thì họ sử dụng máy tính của họ, họ sử dụng điện thoại của họ, họ truy cập được vào trong một server đó, họ truy cập được vào data đó nhưng cũng user đó cũng cái người dùng đó một lúc khác khi mà họ muốn truy cập vào cái data đó trên một cái con iPhone họ vừa mới mua như password vẫn đúng vẫn đúng người vẫn đúng quyền vẫn được truy cập đúng vào data đó nhưng mà trên một con iPhone vừa mới mua thì lập tức hệ thống nó sẽ đưa ra nó chắc các cái điều kiện mà anh chị đã đặt ra trước đó để đảm bảo là họ xài thiết bị nào cũng được đúng là user đó được quyền truy cập dữ liệu đó nhưng mà dữ liệu đó dữ liệu quan trọng phải được sử dụng phải được truy cập trên một thiết bị đã được đăng ký với công ty công ty phải biết được cái người đó xài thiết bị đó thì mới cho phép truy cập đó thì các anh chị thấy là cái 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 policy lúc này nó sẽ linh động nó check nó kiểm tra uh, để mà đảm bảo được là không có một cái sự kiện bất thường nào xảy ra trong hệ thống nhá yeah. rồi thì um, như các anh chị thấy trên màn hình đó đây là một cái uh, sơ đồ rất là đơn giản giải thích cho các anh chị hiểu thế này là conditional access ở trong cái bộ giải pháp của Microsoft 365 uh, thì như em có nói ID là không tin ai hết trơn nên là tức, bất cứ một khi một cái cái sự kiện xảy ra hệ thống thì Microsoft sẽ thu thập hết tất cả các signal liên quan tới cái cái sự kiện đó như uh, giờ đó là ai họ đang ở đâu họ đang sử dụng thiết bị nào thiết bị đó có được đăng ký với công ty hay không họ đang sử dụng cái application nào cái application đó có được công ty cho phép sử dụng hay không và cái việc họ đăng nhập vào trong thời trong hệ thống ngay tại điểm đó nó là bình thường hay là bất thường rồi dựa trên các cái signal này mà sẽ phân tích xem là bình thường hay bất thường và có được quyền hay không được quyền truy cập rồi mà sẽ dựa trên cái policy của mình để mà cho phép người đó họ tiếp tục họ truy cập vào trong cái ứng dụng hoặc cái dữ liệu hoặc là mình sẽ yêu cầu họ chứng thực đa lớp một lần nữa thì cái cái ngữ cảnh của hiện tại mà cái màn hình cái 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 cái, cái, cái sơ đồ trên màn hình mọi mà người đang thấy nó chính là cái policy mà Microsoft đã ứng dụng cho tất cả nhân viên của Microsoft trên toàn cầu ở Việt Nam mình thì Microsoft không có IT cũng không có con server nào hết trơn á nhân phòng của Microsoft đơn giản thì có cái hệ thống wifi là hết dạ thì uh, ngày đầu tiên mà em vào cùng, vào 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 Microsoft thì Microsoft cấp cho em hai thứ thứ nhất là cái tài khoản amoc microsoft com thì cái tài khoản nó được tạo ở trong cái bọc tô M365 dạ yeah. tài khoản của em là tài khoản cloud identity 100% phần à, mà cô không có đồng bộ với lại một con server id nào cả của microsoft cả ngày xưa microsoft có id nhưng mà hiện giờ đa số tài khoản nhân viên microsoft là nằm trong M365 hết à, cái thứ hai microsoft cấp cho nhân viên của mình đó chính là cái máy tính dạ yeah. thì uh, máy tính microsoft cấp thì thì anh chị nào muốn xài thì xài như em đây thì cái máy tính hiện tại em đang xài đây là của riêng em em tự mua và em đăng ký cái máy tính này với Microsoft để em sử dụng thì mọi người thấy là um, policy Microsoft rất là đơn giản nhưng đi Microsoft sử dụng cái gì cũng được chân á máy tính Windows hoặc Mac MacBook cũng được iPhone cũng được Android cũng được muốn xài cái gì xài à, miễn sao làm bị được thôi nhưng mà xài bất cứ thiết bị nào cũng phải được đăng ký với Microsoft và được Microsoft protect thiết bị đó thì uh, em chỉ việc làm một cái việc đơn giản thôi là khi mà em mở cái máy lên em nhập cái account microsoft com của em vào trong cái máy đó thì lập tức hệ thống nó nhận ra ừ thằng vũ nhân viên microsoft đang đăng nhập vào một cái một cái máy tính mới vừa mua chưa có đăng ký với microsoft giờ mày đăng ký đi mày không mày đăng ký thì microsoft sẽ sẽ quản lý cái máy tính của mày cấu hình cái máy tính của mày từ xa để cho mày làm việc được còn nếu mà mày không đăng ký thì xin lỗi mày không thể nào xài được cái máy tính này với microsoft Uhm, thì em chỉ việc mở cái máy tính lên em mà nó com rồi em bấm đăng ký thì lập tức hệ thống nó tự động nó đăng ký cái máy tính của em nó cấu hình máy tính của em từ xa nó cài app cho em nó cài vpn cho em nó cài wifi profile network cho em để khi mà em cầm cái máy tính này của em tới bất kỳ văn phòng nào sắp trên thế giới này nó tự động nó kết nối wifi cho em chỉ nó mai sắp cấu hình từ xa luôn yeah. và sau khi nó hoàn tất cái quá trình đăng ký và cấu hình cái máy tính của em từ xa xong rồi thì nó em có thể restart cái máy tính lại và em đăng nhập vào làm việc Uh, một cách bình thường như là cái máy tính mạng cấp cho thì mọi người thấy đây là nó giải pháp bảo mật nhờ cái cái conditional access này mà pháp đặt ra một cái policy rất là đơn giản như vậy nhưng mà nó giúp cho uh, người dùng có thể tự động hóa cái việc là là họ họ muốn xài thiết bị nào cũng được, họ sử dụng uh, họ muốn làm việc ở đâu cũng được nhưng mà IT vẫn đảm bảo tính bảo mật của của hệ thống của dữ liệu và nó cũng sẽ giảm bớt các cái 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 tác vụ các cái yêu cầu mà IT cần phải thực hiện khi mà hỗ trợ một cái user mới vào công ty hoặc là một cái user họ đang là họ đang làm việc bình thường nhưng mà họ muốn họ có thiết bị mới họ muốn sử dụng thiết bị đó để họ làm việc yeah. Rồi, lát nay em sẽ quay lại cái hình này khi mà em cấu hình các cái policy để cho mọi người xem thì em cũng sẽ quay lại cái hình để mọi người nhớ là cái cách cấu hình nó như, nó dễ như thế nào. Dạ. Yeah. Thì nếu như mọi người thấy thì trước khi triển khai được conditional access thì mọi người phải uh, cấu hình được quản lý và bảo vệ được cái tài khoản người dùng của mình nè mình phải quản lý và bảo vệ được hết tất cả các cái device nhân viên mình sử dụng cũng như các cái app mà mình cho phép nhân viên mình sử dụng nè cũng như là mình phải phân định đâu là data của công ty và đâu là data của của nhân viên đâu là data quan trọng cần phải bảo vệ highly confidential hoặc là data ở dạng là confidential hoặc là general dạng public được bị share ra ngoài đó, thì mọi người thấy là mình phải làm trước ba cái việc đó thì giờ em sẽ đi sơ qua cái cách mà mình làm thế nào mình xác định và mình bảo vệ được các cái resource đó tài khoản của người dùng identity thiết bị người dùng sử dụng là device và cái 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 app cái data mà mà công ty mình đang có data là data quan trọng đó sau khi mình mình xác định được ba cái đó mình bảo vệ được ba cái đó rồi thì mình sẽ tiếp tới cái bước là để, làm thế nào để mình detect dựa trên các cái policy của conditional access Rồi thì chắc là các anh chị ở đây là IT đã 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 từng sử dụng Microsoft 365 rồi thì các anh chị cũng quen với cái bộ admin center này của Microsoft 365 rồi đúng không ạ? Thì ở trong cái phần bộ admin center này thì mình có thể thấy được đó là um, về phần security Microsoft um, cũng đã tích hợp sẵn vào trong cái phần admin center này. Thì nếu như tùy theo cái gói dịch vụ mà các anh chị đang có đối vì các anh chị mà xài basic hoặc standard á, thì dĩ nhiên là cái phần uh, security và compliance này nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều dạ yeah, hoặc là thí dụ như mà nó nó có thể hiện ở đây thì có những tính năng các chị xài không được ở đây em đang xài trên cái tên là demo của em và nó full license Microsoft 365 E5 cho nên là cái gì click vô nó cũng có hết nên là thí dụ như trong quá trình demo mà các anh chị thấy cái gì nó bên thằng Vũ có mà các anh chị chưa có thì các anh chị có thể raise cái cái câu hỏi trong phần uh, chat để, để để hỏi coi là ở, anh, anh muốn có cái đó thì anh cần phải làm cái gì thì em sẽ trả lời cho mọi người ạ yep trong quá trình em trình bày thì mọi người có câu hỏi thắc mắc chưa chừng cứ à, thì em 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 trình bày xong một lượt rồi mà em sẽ quay lại em trả lời câu hỏi cho anh chị à? rồi bây giờ em sẽ à, đi sơ qua cái phần à, làm thế nào mình 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 phân mình mình phân loại dữ liệu của mình ha mình mã hóa dữ liệu của mình, mình bảo vệ dữ liệu của công ty mình rồi thì như các anh chị thấy là để làm data protection đó, thì mình phải biết trước được đâu là đa, cái data nào cần phải protect đúng không ạ rất là nhiều các anh chị uh, khách hàng của Microsoft tới nói chuyện với em ở ừ, vũ vì anh muốn làm giải pháp bảo vệ dữ liệu thì em hỏi em em mới hỏi lại ok anh anh muốn làm bảo vệ dữ liệu dạ nhưng mà anh muốn bảo vệ dữ liệu nào uh, rất nhiều người cứ 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 bị uh, chưa xác định được đâu là dữ liệu quan trọng của công ty mình thì nó sẽ sẽ bị quay vòng mãi cái chỗ là họ không biết được dữ liệu nào quan trọng nên họ sẽ không biết cách để bảo vệ dữ liệu đồ quan trọng như thế nào em nói ví dụ như là công ty bất động sản đi đúng không mà các anh chị làm một công ty bất động sản đi thì cái dữ liệu quan trọng của mình là gì nói chính là cái dữ liệu liên quan tới các cái dự án dự án mà mình thí dụ như là công ty mình đang phát triển một cái dự án mới đó thì tất cả những thông tin liên quan tới cái dự án mới đó là nó phải là highly confidential có nghĩa là làm sao có nghĩa là các cái hồ sơ thầu bản vẽ dự án chi tiết dự án kế hoạch hợp đồng với các nhà thầu các đối tác rồi bản mua um, chi tiết mua hàng tất cả mọi thứ liên quan trong lúc mình xây dựng phát triển dự án đó lên là phải bảo mật hollywood confidential không được lộ ra ngoài rồi uh, những cái dữ liệu mà dành cho các team sale để họ bán hàng khi mà mình xây dựng dự án xong rồi cho team sale mà họ đi bán hàng ra ngoài thì họ phải có các tài liệu về thông tin về dự án thông tin về sản phẩm về diện tích một căn nhà như thế nào chi phí một căn nhà ra sao nếu như có trả góp thì họ sẽ trả trong bao nhiêu trả trước bao nhiêu trả bao nhiêu đó thì các thông tin liên quan tới cái sản phẩm mà sale đi bán nó cũng confidential nhưng mà nhưng mà nó sẽ được phép share ra ngoài trong một trường hợp cụ thể nào đó em nói ví dụ khách hàng tới mua hàng bạn xe bạn chuẩn bị hết tất cả thông tin đó bạn xe thông tin đó là cho cái người khách hàng đó họ để họ xem đó thì dữ liệu đó vẫn là confidential nhưng mà được phép share ra ngoài có một loại dữ liệu đó là dữ liệu về marketing đó, những dữ liệu về marketing cũng liên quan tới cái dự án đó nhưng mà những dữ liệu đã gọi là marketing thì bắt buộc mình phải share publicly share cho cả thế giới coi để mọi người ai cũng biết tới 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 cái dự án của mình để họ tới họ mua đó thì mọi người thấy được là đối với những dữ liệu marketing cũng liên quan tới cái dự án abc công ty mình đang, đang phát triển nhưng mà dữ liệu này lúc này là phải được set là public để cho họ share ra ngoài mặc định ai có cái link ai có cái file đó đều phải xem được hết thì các anh chị thấy là khi mà các anh chị xác định được uh, trong cái dự án ABC đó có những loại dữ liệu nào mà dữ liệu nào mình cần phải đặt là chế độ là highly confidential những dữ liệu là confidential được phép share khi có khi có có có, có yêu cầu có nhu cầu và dữ liệu này là public rồi thì khi các chị xác định được cái chuyện đó rồi thì các anh chị sẽ dễ dàng xây dựng được các cái chính sách bảo mật cho từng loại dữ liệu như vậy đó. thì để làm được cái chuyện đó thì đối với các cái hãng khác á, hay là đối với các cái công ty thường á, là họ sẽ phải nhờ các cái uh, đội ngũ chuyên gia về về industry ví dụ như là công ty mình là thuộc về bất động sản thì mình phải nhờ big four họ vô họ rất là hiểu về ngành bất động sản họ sẽ tư vấn cho mình hoặc là mình là ngành sản xuất may mặc hay là ngành dịch vụ uh, F&B tùy theo mỗi công ty có một lắm thì thường thường là sẽ thể thuê Big Four để họ giúp cho mình làm cái việc data classification đó nhưng với Microsoft thì cái tool data classification nó, nó tích hợp sẵn vào trong cái portal uh, của Microsoft và như các anh chị ở đây có thể thấy á, là mình hoàn toàn có thể sử dụng cái tool này để mình xác định được cái dữ liệu của mình nó nằm ở đâu dữ liệu này là dữ liệu quan trọng đối với mình các anh chị cho xíu cho nó lốt. như dạ, vậy em đang ở uh, dùng biển đầy nắng và gió nên là cái thể internet nó cũng hơi uh, hơi chậm chút dạ rồi đó để mọi người thấy rất là đơn giản là ví dụ như là ở đây Microsoft đã có sẵn những cái template về những loại dữ liệu quan trọng này ví dụ như là template về credit card trong cái credit card đó thì những cái dữ liệu nào mà chứa thông tin về credit card ví dụ như chứa tên người dùng tên của cái người chủ sở hữu thẻ đó cũng như là 16 số của cái thẻ đó cũng như cái ngày hết hạn của cái thẻ đó và thậm chí nó có cả số C, CSV hả? số bảo mật của cái thẻ đó là lập tức cái tài liệu đó nó sẽ được phân định là credit card có chứa thông tin credit card và tùy theo doanh nghiệp của mình mỗi doanh nghiệp có một cách hành xử khác nhau về cái 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 lưu dữ liệu credit card ví dụ có doanh nghiệp không quan tâm tới chuyện đó để à, đó public nhưng mà có doanh nghiệp rất là quan trọng ví dụ khối tài chính ngân hàng thì đối với họ cái chuyện đó cái 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 thông tin về credit card của người dùng rất là quan trọng nên đối với họ nó là highly confidential cấm xe cấm xe ra ngoài trong nội bộ là cũng không được quyền xe trong nội bộ luôn mà khi mà share cho một người nào đó trong nội bộ bắt buộc phải có sự đồng ý của sếp trực tiếp, tiếp mới được uh, share cái dữ liệu đó. đó. Em nói ví dụ như là đơn giản á là ở trong mạng xã nó có một cái 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 thông tin là thông tin đó là PII (Personal Identification uh, Information) đó thì đó là những cái thông tin mà mình có thể dùng để xác định một cái con người nào đó trong doanh nghiệp của mình. Thì uh, em nói ví dụ như là trong cái dữ liệu trong một tài liệu nha mà nó có họ và tên ngày tháng năm sinh số điện thoại địa đi chỉ nhà địa chỉ email thì ngay lập tức cái tài liệu đó được xác định là có chứa PII và đối với Microsoft những tài liệu mà có chứa PII và sẽ được mạc là highly confidential đó mà chính vì cái policy đó của Microsoft nên là em không bao giờ dám viết cái CV của em trên cái máy tính của Microsoft kìa. thì rõ ràng mọi người thấy là trong CV của mình nó có tất cả những thông tin mà mới vừa em mới vừa kể đúng không ạ Em vừa mở CV lên cái Microsoft thấy cái cái thông tin ở trong cái cái CV của em là nó mặc các tài liệu của em là highly confidential rồi giờ sao em đi gửi cho người ta sao đi xin việc tức là không bao giờ dám viết cái 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 CV trên máy trên trên máy tính của Microsoft là như vậy yeah. rồi thì cái, ở đây là mọi người thấy được là mọi người thấy dùng cái tool Content Explorer này trong cái phần data classification này để mọi người xác định xem uh, dữ liệu nào là dữ liệu quan trọng của công ty mình và những dữ liệu đó nằm ở đâu đó thì khi mà các anh chị nó hệ thống nó sẽ search nó tìm ra các loại dữ liệu những cái dữ liệu liên quan tới cái thông tin mà các anh chị đang tìm ví dụ như các anh chị tìm những loại uh, tài liệu nào mà có chứa thông tin về credit card nè đó. trong hệ thống của mình nó nằm đâu để mình bảo vệ những dữ liệu đó thì nó sẽ show cho mình thấy được là ở trong Exchange có bao nhiêu file, trong OneDrive có bao nhiêu file trong SharePoint có bao nhiêu file mà cụ thể nó sẽ đưa đường dẫn tới trực tiếp cái file đó cho mình luôn Yeah. thì ngoài cái chuyện mà nó tìm được trong hệ thống của Microsoft nó còn tìm được trong cả các cái uh, nền tảng khác của của mình ví dụ như là hệ thống anh chị có cái file server nè file server mà có thể build trên Windows Server cũng được hay là build trên một cái con appliance nó cũng như là Synology hay Qnap gì đó thì mình hoàn toàn có cái connector mình kết nối tới hoặc là dữ liệu của anh chị không nằm trong hệ thống của Microsoft, 365 nhưng mà nó nằm trong Azure nó nằm trong Google nó nằm trong AWS hoặc nó nằm trong SAP, SAP nè, uh, nè À, hoặc là nó nằm trong bất cứ một cái nền tảng cloud nào khác cũng được Thì các anh chị hoàn toàn có thể kết nối cái hệ thống đó với hệ thống này của Microsoft Để Microsoft có tiền được cho anh chị cái dữ liệu đó Rồi, thì sau khi mà mình tìm được các loại dữ liệu đó rồi Thì mình sẽ đặt ra cái chính sách à, Bây giờ tôi biết là cái dữ liệu quan trọng của tôi đang nằm ở đó Bây giờ tôi sẽ đặt ra cái chính sách cho nó như thế nào Thì các anh chị thấy đó là à, cái phần chính sách này thì tùy vào một công ty thôi Em sẽ không đi sâu vào phần này Dạ, thì cái phần chính sách này là mình sẽ Uh, đặt ra những cái chính sách theo từng loại dữ liệu mà mình 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 mong muốn đó như hồi nãy có ví dụ một cái ví dụ là về công ty bất động sản nó phát triển một cái dự án abc nào đó đúng mọi người thấy không ạ đó thì đối với những cái loại mà thông tin liên quan tới việc mà xây dựng dự án phát triển dự án và nhà thầu công trình tất cả mọi thứ mua hàng thì nó là hai highly confidential và mình sẽ gắn cái policy highly confidential cho nó đó. đó rồi cũng trong cái cái những thông tin mà liên quan tới tài chính báo cáo tài chính của cái dự án ABC đó thì mình có thể là gắn confidential uh, nhưng mà nó liên quan tới tới tài chính cho đó thì cái cái phần mà cái label và cái policy đi kèm với cái label này nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái doanh nghiệp của mình lúc này khi mà mình đã làm được data classification rồi thì cái việc làm labeling và cái policy cho labeling này nó nó là mũi rất là đơn giản tại vì mình biết rất là rõ dữ liệu nào của mình là Highly confidential dữ liệu là confidential dữ liệu nào là public đó thì mình hoàn toàn có thể cấu hình các này chính sách này theo tương ứng theo cái, cái 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 loại dữ liệu đó rồi bước đầu tiên mình đã xác định được đâu là dữ liệu quan trọng của mình mình đã bảo vệ được dữ liệu của mình rồi bằng cách là mình mình gắn nhãn và mình mã hóa dữ liệu của mình rồi mình xác định được đó là dữ liệu của công ty dữ liệu đó là hai con số hay là Confidential hoặc là public mình xác định được rồi rồi bước thứ hai là mình sẽ bảo vệ cái tài khoản của người dùng của mình đó, thì các anh chị thấy á, là tài khoản thì như mọi người đều biết tức là cái phần tài khoản của Microsoft 365 nó được quản lý ở trong cái Azure Active Directory đó, thì mặc định các anh chị đã có cái Azure Active Directory đi kèm với lại cái mã 335 cái dù anh xài basic, xài standard hoặc xài business premium đều có cái um, id này cả. tuy nhiên thì cái cái id id mà đi kèm với lại các cái dịch vụ Microsoft 335 basic hoặc standard đó thì nó là bản free. dạ, yeah. nên là cũng cũng khá là ít tính năng các anh chị chỉ có thể đơn giản là tạo user, tạo group và bật chức thực MFA lên thôi. nhưng mà khi mà các anh chị mua cái bộ giải pháp bảo mật năm trong cái gói business premium thì cái Azure id của mình lúc này nó được nâng cấp lên là cái bản premium plan 1 đó thì nó có thể làm giúp cho mình được nhiều việc hơn em nói ví dụ là mình tích hợp được thêm các cái ứng dụng khác của công ty mình đang có vào trong cái Azure id premium này các anh chị xài cloud ví dụ như xài, xài cảm giác xài cả Google Facebook các anh chị xài cả SAP các anh chị xài cả uh, những cái nền tảng uh, ứng dụng khác mình tích hợp ở trong này đó thì sau khi mình tích hợp vào trong cái Azure AD này á nó cũng giống như mình tích hợp vào trong cái AD local của mình xưa giờ vậy đó nhưng mà nó khác nhau một, một 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 thứ rất là quan trọng so với cái mình tích hợp vào trong AD local đó chính là cái AD local chỉ đơn giản khi mình tích hợp vào mình dùng username password mình đăng nhập vào trong cái ứng dụng thôi đúng không ạ vậy thôi là hết rồi nhưng mà nếu mình tích hợp nó vào trong Azure AD premium này á, thì ngoài cái chuyện là user đăng nhập vào trong cái hệ thống uh, ứng dụng đó bằng username password nhưng mà mình có thể bật MFA lên cho cái ứng dụng đó nữa và em nói ví dụ như các anh chị mà xài ứng dụng CRM hoặc là ERP mà build trên nền tảng của SAP đi thì khi mình tích hợp với ID local thì mình chỉ đơn giản là user password và nhập vào là xong. Nhưng mà với Azure AD nha. Mà mình biết được là trong cái hệ thống CRM ERP của mình nó có rất là nhiều dữ liệu quan trọng nên là khi user đăng nhập vào trong cái hệ thống SAP đó nếu như họ ngồi trong mạng văn phòng công ty thì họ đăng nhập user password thôi. Nhưng mà nếu họ đi ra khỏi mạng văn công ty họ ở nhà, họ quán cà phê, họ ở văn phòng đối tác, văn phòng khách hàng, whatever, ở ngoài văn phòng công ty thì lập tức khi mà họ đăng nhập vào trong SAP bắt buộc phải chứng thực đa lớp để đảm bảo là cái quyền truy cập của họ vào trong hệ thống đó là nó được bảo mật. Đó thì mình bước thứ hai là mình sẽ cấu hình bảo vệ cho các cái tích hợp các cái ứng dụng của công ty mình đang có vào trong cái cái hệ thống Azure Premium này cũng như là mình bảo vệ các cái tài khoản của người dùng của mình bật chứng thực đa lớp lên là vì chứng thực đa lớp bây giờ là gần như là bắt buộc nha anh chị. Dạ, yeah. đa số mọi người em thấy là vẫn còn xài cái policy là 90 ngày đổi passport một lần. Đó. Ngày xưa em vào Microsoft năm 2014 thì cũng có cái 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 policy đó tại vì lúc đó là Microsoft chưa triển khai cái mà 35 cho nhân viên của Microsoft. Đó. Uh. Thì uh, cũng 90 ngày đổi passport một lần. Dạ, yeah. thì lúc đó em làm một chuyện đơn giản theo Microsoft Amok, uh, Microsoft 1 Amok rồi khi, khi mình tới chín ngày sau đổi bắt đổi password thì mình Microsoft shop 2 a móc. Yeah. Không biết tới cái uh, a móc tới số bao nhiêu thì mình bị đuổi. Cũng thú vị dạ. Yeah. Thì uh, cái chuyện mà bật MFA là chuyện cần thiết và cần phải làm ngay lập tức cho tất cả user trong 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 hệ thống của mình. Dạ, yeah. um, cái cái policy chín ngày đó bắt số một lần nó xưa lắm rồi, mình không nên xài nữa. Yeah. Rồi, thì sau bước đầu tiên là mình đã phân định được đâu là dữ liệu quan trọng của công ty Mình mã hóa bảo vệ dữ liệu của công ty mình rồi Bước thứ hai thì mình sẽ Bảo vệ, tích hợp các cái ứng dụng công ty mình đang có vào trong cái nền tảng Azure AD Premium Cũng như là mình Bảo vệ các cái tài khoản của nhân viên của mình bằng cái chiến thực đa lớp Cho dù họ đăng nhập vào trong bất cứ nền tảng nào cho Đăng nhập vào trong email, đăng nhập vào trong Teams Hoặc đăng nhập vào trong SAP, trong Google Trong AWS Đều tích hợp vào trong Azure AD Premium và bật chiến thực đa lớp lên cho tất cả mọi loại tài khoản rồi thì tới cái bước thứ ba là mình sẽ quản lý được hết tất là thế nào để quản lý được hết tất cả các cái device các cái thiết bị mà nhân viên mình sử dụng trong hệ thống Đó. thì các anh chị thấy là với cái giải pháp quản lý thiết bị của Microsoft thì gần như là các anh chị quản lý được đa nền tảng các anh chị biết được bây uh, giờ Windows mặc định của Microsoft quản lý được không? không nói nữa dạ nhưng mà Microsoft có thể giúp cho các anh chị quản lý được cả cái iPhone, iPad nhân viên mình sử dụng này cái MacBook nhân viên mình sử dụng hoặc thậm chí cái điện thoại Android nè. Đó, cho dù là nhân viên mình sử dụng cái nền tảng nào mình cũng sẽ quản lý được. Yeah. Và khi mà mình quản lý được cái thiết bị đó, mình sẽ biết chi tiết được là cái thiết bị đó do ai đăng ký. Rồi. Rồi, cái thiết bị đó do ai đăng ký, người nào đang sử dụng. Cái thiết bị đó là nó từ tới từ từ cái hãng nào, serial number của nó là bao nhiêu cái đời của nó là đời nào đó thì anh chỉ biết được chi tiết về phần cứng của cái thiết bị đó thậm chí biết được là nó là chạy hệ điều hành gì ram bao nhiêu ổ nhiêu ổ cứng cái mã address của nó là cái gì lần cuối cùng đăng nhập vào trong hệ thống cái IP của nó lại bị nào đó mọi người có thể thấy được là là nó, nó biết chi tiết về cái phần hạt uh, que của thiết bị tất cả những thông tin này là hệ thống nó tự collect mình không phải chụp tay vào Dạ yeah. uh, trên thiết bị nó, nó có những cái app nào đang được cài À, thì đó là một cái thiết bị mà em reset trắng để em có hình làm demo thôi Nên là nó không có hiện có cái app nào trong này hết. Yeah. À, thiết bị đó thí dụ như là có bật cái BitLocker lên đi thì anh chị biết là ngày xưa hữu BitLocker lên là phải lưu cái key BitLocker lại phải viết lại đúng không ạ? À? Nhưng mà giờ hệ thống nó tự động collect cái key BitLocker đó về trên 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 cloud này cho mình luôn. Đó thì mình thấy được là rõ ràng là khi mình quản lý thiết bị của nhân viên mình là mình biết chi tiết được về phần 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 cứng của cái thiết bị đó cũng như là phần mềm cả trên thiết bị đó. Rồi. Thì khi mà nhân viên mình lỡ giữa chừng mà làm mất thiết bị á thì đơn giản là bấm nút wipe thôi, wipe tức là sao nó sẽ factory reset cái thiết bị đó trở về cái hiện trạng ban đầu nguyên bản lúc như lúc mới mua. mình chắc nhận mình mất thiết bị nhưng mà không bao giờ mình mất dữ liệu công ty trên thiết bị đâu. nên nó sẽ giúp mình bảo vệ được cái việc là chống thất thoát dữ liệu ra ngoài. À, khi mà nhân viên mà nghỉ việc đi thì đa số em thấy là các anh chị là nhân viên nghỉ việc thì các anh chị sẽ lấy disable cái tài khoản của họ xong rồi lấy lại cái máy tính công ty cấp. Nhưng mà có anh chị nào kêu các bạn nhân viên nói, Ê, Mày đưa tao cái điện thoại của mày Tao xóa email công ty trên nó được không Gần như là không có ai nói chị nó, hết đúng không ạ Thì giờ với giải pháp này của Microsoft Thì khi một nhân viên nghỉ việc đi Thì anh chị việc bấm delete thôi Cái nút delete này nó sẽ xóa cái thiết bị Của nhân viên Đăng ký với công ty ra khỏi hệ thống Và thiết bị nó sẽ không được truy cập vào trong hệ thống một lần nữa Và Và Tất cả dữ liệu của công ty nè ứng dụng của công ty tài khoản công ty trên thiết bị đó nó sẽ bị xóa khỏi thiết bị đó luôn nó chỉ chừa lại những thông tin dữ liệu cá nhân của nhân viên thôi đó thì nhân viên khi mà nghỉ việc thì mình xóa bấm nút delete là tự động nó xóa hết dữ liệu công ty trên thiết bị cá nhân của họ nó chừa lại dữ liệu cá nhân của họ đó, lúc này mình cũng giảm đi cái rủi ro là thất thoát dữ liệu khi bộ nhân viên nghỉ việc Ừm uhm thì trong cái phần quản lý thiết bị này sau khi các anh chị quản lý được hết tất cả các thiết bị của nhân viên mình sử dụng cho dù nó là nền tảng đi nữa, anh chị cũng có thể là uh, cấu hình các thiết bị từ xa. Đó thì hồi xưa là thường thường uh, anh em IT mình thường hay là cài một cái máy tính xong rồi cài hết các app cấu hình các cái cấu hình cần thiết trong cái thiết bị đó. Thì cái máy tính đó xong là mình ghost lại cái máy đó. Xong là mình dùng cái USB đó mình sẽ cài tiếp cho những cái máy sau. Đúng không ạ? Thì cái việc đó là cái việc làm thường xuyên mình làm để mà mình uh, gọi là chuẩn hóa cái hệ điều hành cho cái máy tính của mình nhưng mà nó không mất rất là nhiều thời gian khi chị làm một hai máy không sao đâu nhưng mà ngày nào cũng làm một hai máy thì hơi ớn dạ mình chưa tính đến chuyện là công ty phát triển mua mua tuyển trăm nhân viên vô làm trăm máy chắc cũng khùng luôn dạ thì giờ với giải pháp của Microsoft thì anh chị hoàn toàn có thể đặt ra các cái cấu hình mình xác định sẵn những cái cấu hình mà mình mong muốn khi nhân viên mình đăng ký thiết bị hoặc thiết bị của công ty mình cấp nó phải được cấu hình y chang giống như vậy. đó thì các anh chị thấy được là ngoài cái chuyện mình cấu hình được một cái máy tính Windows 10 mà giờ nhân viên mình xài iPhone, iPad, MacBook hoặc là cái điện thoại Android đều có thể là mình apply cái cấu hình mình mong muốn cho cái thiết bị đó. cái cấu hình này thì nó đơn giản, em sẽ không bấm vô để quá nhiều chi tiết trong này nhưng mà em sẽ nói ví dụ cho mọi người nghe. phần cấu hình này đơn giản đó là cái màn hình desktop, wallpaper của máy tính đó mình muốn cấu hình là cái gì. Ờ, trên cái máy tính đó có phải bật BitLocker lọc cờ lên hay không? chấm cái máy tính hay cái thiết bị đó sẽ không được quyền xài uh, USB, không được quyền bật camera, không được quyền xài Bluetooth em nói ví dụ chẳng hạn, ví à, dụ công ty mình có nhiều văn phòng đi và mình ở văn phòng mình có một cái mạng Wi-Fi riêng đúng không ạ, giống như Microsoft đây, đó thì uh, mình cấu hình tất cả các cái fi profile đó vào trong cái thiết bị đó cho họ, đó, thì khi mà nhân viên mà đăng ký cái máy tính xong mà tự động mà apply xuống, như Microsoft làm cho mà nhân viên của Microsoft đây, thì trên máy tính nó có sẵn hết tất cả các cái fi profile rồi vừa cầm máy tính tới văn phòng ngồi xuống mở lên là tự động kết nối wifi liền. Thì... Nhưng viên không phải hỏi thêm wifi password là gì nữa họ không thể làm việc được ngay thì tất cả các cấu hình đó mình hoàn toàn có thể cấu hình lên trên các cái thiết bị đó mà mình không phải ngồi cấu hình từng máy một tạo một cái profile duy nhất thì tất cả thiết bị mà được quản lý nó sẽ tự động apply cái profile đó đúng ý mình mong muốn Rồi. sau khi mà mình Uh, quản lý được thiết bị, mình cấu hình được cái profile của thiết bị rồi đó thì các anh chị có thể đặt ra cái 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 gọi là compliance policy. đó thì compliance policy này nó giúp cho các anh chị kiểm tra xem là một cái thiết bị khi mà nhân viên mình sử dụng truy cập vào trong hệ thống hay truy cập vào dữ liệu của công ty đó, thì nó có đáp ứng các cái sách bảo mật của công ty mình đặt ra hay không. Thì cũng như hồi nãy các anh chị thấy trong cái phần configuration uh, mình có thể cấu hình được đa nền tảng thì trong cái phần check compliance của thiết bị mình có thể check từ đa nền tảng yeah. thì cho dù nhân viên mình sử dụng máy tính Windows, máy tính Mac, Linux, iPhone, iPad hoặc là Android thì đều mình có thể kiểm tra tính compliance của nó cái giải pháp compliance này nó chính là cái giải pháp mà ngày xưa giờ các anh chị hay hay nghe nói tới là giải pháp NAC, đó, Network Access Control đó. Yeah. Thì uh, nó sẽ khi một thiết bị mình truy cập vào trong hệ thống thông qua cái mạng wifi công ty hoặc là thông qua cái network của công ty mình đó, thì nó sẽ check cái compliance của thiết bị đó và sau khi nó check xong rồi mà thiết bị đạt con layer thì nó mới cho vô trong hệ thống còn nếu mà thiết bị không đạt con layer, thì nó không cho vô đúng không ạ thì thường thường các anh chị sẽ mua một cặp appliance security cho cho NEC à, thì thường nhìn thấy vậy có mấy hãng ví dụ phê cũng có nè Palo Alto cũng có nè Foscal cũng có nè dạ. nhưng mà để mua cái thiết bị một cái bộ appliance hai con appliance đó để mà mình để trong hệ thống của mình đó là cũng là khá giả rồi đó dạ mình chưa tính tới cái chuyện là mình tích hợp nó mình phải cấu hình tích hợp nó nhưng mà nó bị hạn chế một cái chuyện á ở khi nào user mà vô tới văn phòng của mình Họ xài wifi công ty hoặc họ, họ xài mạng có dây của công ty hoặc là họ VPN tới công ty để truy cập vào server của công ty đó, thì cái cặp apply nó mới làm việc còn những user họ xài mạng 4G họ xài iPhone họ xài mạng 4G họ, mạng 4G, họ truy cập vào dữ liệu trên cloud xong mình check đúng không ạ giải pháp bảo mật của Microsoft cái giải pháp NAC này của Microsoft là nó user ở đâu cũng được xài mạng nào cũng được truy cập dữ liệu ở đâu cũng được ứng dụng nằm ở đâu cũng được nó đều hoàn toàn có thể check policy Đó, thì cái phần policy này mình có thể đặt ra các cái chính sách em sẽ ví dụ một cái policy cho một cái máy tính Windows 10 nó thì mình hoàn toàn có thể đặt ra cái policy là nếu một máy tính mà muốn truy cập vào trong hệ thống của mình hoặc là muốn truy cập vào dữ liệu của công ty thì bắt buộc máy tính nó phải có BitLocker cờ nè đó cái máy tính đó phải uh, chạy hệ điều hành phiên bản minimum là bao nhiêu nè đó rồi cái uh, máy tính nó có phải đặt password hay thiết bị đó phải đặt password và password đó phải phức tạp hay không phức tạp độ dài là bao nhiêu thời gian mà cái password đó nó expire là bao nhiêu sau bao nhiêu ngày phải đổi password cho cái máy tính đó chứ mà cho tài khoản là cho cái máy tính đó Thế là vừa có tài khoản cho 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 người dùng mà muốn mình kỹ hơn mình phải đặt luôn cái, cho cái thiết bị riêng luôn đó rồi cái thiết bị đó có phải được mã hóa ô cứng hay không nè có phải bật firewall lên hay không có phải bật anti virus anti spyware anti, -mal, anti malware lên hay không nó thì anh chị thấy là nó sẽ check hết tất cả các cái thông tin liên quan tới bảo mật để đảm bảo một cái máy tính khi mà truy cập vào trong hệ thống nó phải được bảo mật nó được an toàn chứ nó không mang virus nó không mang là somewhere vào trong hệ thống của mình đó thì anh chị hoàn toàn thể đặt ra các cái chính sách bảo mật này các cái compliance policy này cho đa nền tảng nha ở đây em ví dụ Windows 10 11 thôi nhưng mà mình có thể cấu hình cho MacBook cũng được cho iPhone cho Android cũng được dạ yeah. thì sau khi mình cấu hình được cái compliance policy này á đó thì mình sẽ nó hệ thống sẽ tự động tự động kiểm tra tất cả các thiết bị mà nhân viên mình sau khi đăng ký với công ty mình để làm việc á, cái thiết bị đó nó là compliant hay là non compliant nó các anh chị có thể thấy được là ở đây cái thông tin compliant và non compliant đó, và mình sẽ dùng cái thông tin này để mình làm tiếp tới cái bước thứ tư đó chính là cấu hình conditional access rồi thì như em có vừa nãy có chia sẻ với mọi người đó cái conditional access là cái tool giúp cho các anh chị xây dựng các cái policy cái chính sách bảo mật một cách linh động để đảm bảo bảo mật cho hệ thống của mình yeah. về mặt security thì thực chất ra nó về security nó không có là gì cao siêu cả, đơn giản nói chính là các cái policy mình đặt ra, em nói ví dụ firewall mua về đúng không ạ, rồi một giải pháp security thì cấu hình firewall chính là gì cấu hình policy cho nó, policy cho nó là bao gồm là cho phép hoặc không cho phép truy cập website này, cho phép truy cập người, uh, cho, cho phép nát không cho phép NAT uh, server đó chỉ được quyền truy cập đúng cái bọc đó thôi, rõ ràng mình đặt các policy, rồi cái thiết bị chạy đúng cái policy đó, thì nó gọi là firewall. Đó thì những giải pháp bảo mật khác cũng vậy cơ bản là đều xây dựng các cái sắp bảo mật thì thì với Microsoft cái tool cho các anh chị xây dựng cái sắp bảo mật đó chính là conditional access yeah. thì các anh chị có thể truy cập vào conditional access ở bất kỳ cái một tool nào của Microsoft ở trong xuyên suốt các cái, cái 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 dịch vụ của Microsoft à, à, trong đây cái phần mà mọi người thấy là cái phần device nè quản lý device là in tool một tô nè mọi người đều có thể truy cập vào conditional access này hoặc là mọi người à, vào trong cái phần Azure AD Premium đi đúng không ạ? Thì mọi người hoàn toàn cũng có thể truy cập vào cái conditional access ở trong Azure Premium nó gần như nó xuyên suốt trong các cái bộ tô liên quan tới security của Microsoft thì mình chỉ cập vào chỗ nào cũng được hết rồi bây giờ em sẽ tiếp tới một chút xíu nữa là em cấu hình cái conditional access policy một cái policy rất đơn giản mà gần như là công ty nào cũng nên làm cái policy này Vì hiện tại là Microsoft đang apply cái policy này cho nhân viên của Microsoft luôn rồi bây giờ em sẽ tạo ra một cái policy trong conditional access yeah rồi đặt tên gì cũng được nha dạ yeah. um, cái policy em ra rất là đơn giản nha em vừa bấm tới đâu em sẽ vừa nói với mọi người tới đó cái policy em đặt ra cho tất cả nhân viên của công ty khi họ truy cập vào bất kỳ cái cloud app nào của công ty mình đang có à, cloud app ấy được định nghĩa là những cái app ở trong cái uh, ecosystem của Microsoft Microsoft Power, Azure, Dynamic Power, uh, Power BI, Power Platform à, các anh chị có xài AWS hoặc xài Google các anh chị tích hợp vào đây được tính vào đây luôn dạ yeah. đó thì ở đây là do hệ thống của em không tích hợp thêm một cái app nào khác hết chứ nên mà có tích hợp các cái app vào trong Azure Premium đó, thì mình hoàn toàn mình có thể select nó trong cái phần này dạ yeah. rồi nó lại policy đặt ra cho tất cả user của công ty khi mà họ truy cập vào bất kỳ một cái cloud mà của công ty đang có cho dù họ xài nền tảng thiết bị là gì đi nữa ở đây cho dù thiết bị nền tảng là gì đi nữa cho dù họ ngồi ở bất kỳ nơi nào đi nữa họ ngồi trong văn phòng công ty họ ngồi quán cà phê họ ngồi ở nhà họ xài wifi công ty họ xài wifi ở nhà họ xài 4G cho dù họ location họ là ở đâu đi nữa thì họ sẽ được truy cập vào trong ứng dụng đó với một điều kiện là cái thiết bị sử họ đang sử dụng đó, nó phải được mạc là compliant cái thiết bị mà họ sử dụng mới được mạc là compliant một thiết bị được mạc là compliant với Microsoft nó phải có hai điều kiện thỏa thứ nhất là thiết bị đó phải được đăng ký với công ty thứ hai là cái thiết bị đó phải được check compliant theo cái compliant policy mình đặt ra check hết đã pass hết rồi nó kêu là compliant thì nhân viên mình mới được quyền sử dụng thiết bị đó để truy cập vào những cái loại công ty mình đang có thì mọi người thấy cái policy này khi mà đặt ra đó nó sẽ có một cái khác biệt như vậy nhân viên mình thí dụ một bạn nhân viên mới vào công ty mình cấp cho họ cái máy tính một cái tài khoản của công ty và họ sẽ lấy ngay ra cái điện thoại của họ cái iphone cái android đó họ download cái outlook mobile về xong rồi họ nhập cái email của họ vào trong cái đó và họ cấu hình thì mọi người thấy cái sự dễ dàng của sài Cloud 6865 là tự động nó cấu hình cái thiết bị đó cho họ tự động cấu hình cái email cho họ không cần it dạ yeah. uh, nhưng mà khi mà có cái policy này á thì các bạn nhân viên nó khi móc cái điện thoại ra đã, đã lúc, lúc mobile về bạn nhập cái email của công ty vào đó bạn bấm next cái thôi thì ngay lập tức hệ thống mới nhận ra tài khoản của công ty có apply policy này tức là khi truy cập vào cloud app trong này bao gồm cái exchange đó thì họ đang đăng nhập vào trong exchange thông qua cái mobile rồi thì cái policy đặt ra là cái thiết bị mà họ đang cấu hình đó phải được mặc là compliant tức là thứ nhất là thiết bị đã được đăng ký với công ty hay chưa thứ hai là thiết bị đã có thỏa những cái điều kiện ở trong cộng policy mình đã có hay chưa đó, thì nó sẽ hỏi hệ thống nó sẽ hỏi cái người nhân viên đó trên thiết bị đó với policy công ty thì bắt buộc là thiết bị này phải được đăng ký Vậy bạn muốn đăng ký không nếu bạn đăng ký thì bạn được quyền tiếp tục đăng nhập email vào đây còn nếu bạn không đăng ký á, thì xin lỗi bạn không được quyền xài cái điện thoại này để làm việc nhận email nhận chat team hoặc teams nó thì dĩ nhiên là họ sẽ bấm yes để họ đăng ký thiết bị để họ tiếp tục họ đăng ký email đúng không? thì hệ thống hệ thống nó sẽ tự động nó gai cái bạn nhân viên đó đăng ký thiết bị nó chỉ đơn giản là đăng nhập thôi tất cả mọi thứ hệ thống nó tự làm sau khi mà nó làm xong rồi nó cấu hình thiết bị xong rồi nó đăng ký thiết bị xong rồi thì nó trả lại nó chắc camera xong rồi nó trả lại rồi nhập username password vô để nhập email thì sau khi bạn chắc đăng ký thiết bị xong nó chắc camera xong thì bạn có thể cấu hình cái email của công ty bạn qua trên thiết bị của bạn để bạn làm việc đó thì mọi người thấy là từ đây trở đi là thiết bị của bạn đã được con, công ty mình quản lý rồi Email trên đó, dữ liệu của nó Ví dụ như là bạn nhận email trong email có một file attachment Bạn download ra cái thiết bị của bạn à, Thì tất cả những thứ đó đều được công ty quản lý Và khi bạn nhân viên đó nghỉ việc Mình vào trong phần device, mình xóa thiết bị đó ra khỏi hệ thống Thì lập tức là à, dữ liệu của, của công ty trên thiết bị đó nó sẽ được xóa ra khỏi thiết bị đó Rồi, cũng bạn nhân viên đó dạ, Sắp tới iPhone 15 ra rồi bạn nhân viên đó mua con, uh, iPhone 15 đúng không thì giờ bạn nó cũng mở iphone lên xong này email công ty vào trên đó xài cái iphone 14 cũ thì không có vấn đề gì hết trơn email vẫn đang làm việc bình thường nhưng mà tới đụng tới cái iphone 15 bấm lên mở lên đăng nhập email vào thì lập tức cái policy nó đã chạy một lần nữa mà là yêu cầu bạn nó đăng ký cái thiết bị của bạn một lần nữa với công ty để công ty quản lý đó thì mọi người thấy là cái policy để đặt ra đó nó linh động trong cái chuyện là cũng như giờ đó email đó họ được quyền truy cập vào email của họ trên thiết bị di động nhưng mà công ty phải được quản lý mà nó chắc được thiết bị nào quản lý rồi thiết bị nào chưa được quản lý đó thì mình có thể nó linh động mình không phải ngồi check mình không cần phải ngồi kiểm tra mình không phải ủa xài điện thoại mới hả điện thoại đăng ký với công ty chưa mình không cần phải hỏi hệ thống tự động chắc chuyện nó cho mình để lúc nào mọi người thấy được nó, nó, nó tạo sự thuận tiện cho nhân viên của mình nhân viên của mình thì bây giờ có thể sử dụng bất cứ thiết bị nào để làm việc nhưng mà thiết bị nào cũng phải được công ty quản lý hết trơn đó, để IT đảm bảo được cái bảo mật cho dữ liệu của công ty mọi người thấy được là với cái đi thì mọi người đặt là một cái policy rất là đơn giản, yeah. mình có thể yên tâm tối về giấc tay lên chán ngủ mà không phải suy nghĩ nhiều, yeah. mình đảm bảo được là thiết bị nào nhân viên mình xài mình cũng quản lý được hết và mình đảm bảo bảo mật hết tất cả những thiết bị đó. Rồi thì uh, em cũng xin kết thúc cái phần nói chuyện em chia sẻ chém gió của em nãy giờ ở đây, đó. thì em cũng tóm tắt lại một chút xíu trước khi em kết thúc đó là mọi người thấy rất là uh, giải pháp bảo mật của Microsoft thì nó tự xiên trên nền tảng Zero Trust, và Azure Trust tức là không tin AI hết. Tất cả mọi thứ sẽ ra trong hệ thống đều phải được lấy lock lại và phân tích để xem coi là có gì bất thường hay không hay là hay là bình thường hay không. Yeah. Và um, để cấu hình tới kênh ESNON xét một cách trọn vẹn như hồi nãy giờ em có làm demo cho mọi người từng bước một. Yeah. Bước đầu tiên thì mọi người nên xác định đâu là data công ty và mình phải mã hóa bảo vệ được data công ty của mình. Thứ hai là mình bảo vệ tích hợp các cái ứng dụng công ty mình đang có vào trong cái nền tảng Azure AD Premium Đó, để mình uh, gọi là uh, bảo vệ quyền truy cập của nhân viên của mình vào trong tất cả các cái ứng dụng đó khi mà đang nhập vào trong các ứng dụng đó thì bắt buộc phải có MFA. Bật MFA là, là điều kiện tiên quyết bây giờ rồi. Yeah. rồi. Thứ ba nữa là mình sẽ quản lý bảo vệ hết tất cả các thiết bị nhân viên mình đang sử dụng ở ở trong công ty họ sử dụng để làm việc. iPhone của họ cá nhân họ có hai cái iPhone một cái họ dùng cho công ty có email công ty kia đó, một cái họ dùng cá nhân họ không có email công ty kia đó. Thì ít ra mình phải quản lý được cái iPhone mà có email công ty kia đó bảo vệ được cái thiết bị đó, giúp họ để nó không bị hack, nó không bị ransomware, nó không bị mà uh, malware nằm trong thiết bị đó rồi nó vô trong hệ thống rồi nó, nó nó tấn công vào trong hệ thống của mình. Dạ. Yeah. Sau khi mình làm ba bước đó rồi mình sẽ tới cái bước thứ tư đó là mình sẽ cấu hình các chính sách bảo mật ở trong conditional access để mình bảo vệ cái quyền truy cập cũng như là bảo vệ các cái resource có trong hệ thống của mình, bảo vệ tài khoản nhân viên, bảo vệ thiết bị nhân viên sử dụng, bảo vệ dữ liệu của công ty khi mà nhân viên truy cập vào. Và chia sẻ nó ra ngoài nó thì em xin tóm tắt là như vậy dạ yeah. hy vọng là mọi người cũng cũng nắm được một phần nào ý của em nói dạ yeah. thì không biết là các anh chị có ai có câu hỏi nào thì có thể hỏi em ngay bây giờ em có thể trả lời hoặc là sau phần Q&A Rồi ai đó giơ tay hỏi đi uh, không biết là bên host số bên, uh, bên tiết anh Phú chắc là anh giúp em host phần này hỏi câu hỏi trả lời đi anh Phú hả? ok. Thì uh, mình thấy, <laughs> thấy uh, có một số câu hỏi của các anh thì uh, các anh có thể uh, bật mic uh, mic lên để hỏi luôn trực tiếp cho nhanh ạ. À. Alo ạ dạ yeah, rồi ừ, anh thuận anh em thấy anh thuận đang nhiêu tay hỏi đi anh thuận à, yeah. uh, cái chỗ phần uh, in -tool android device thì uh, ví dụ như mình triển yeah. khai in -tool rồi xong rồi uh, um, testing các camlyon uh, thì bây giờ khi mà android device cho user thì thì uh, nếu mà android android uh, device nó bị lỗi thì như ví dụ mình it thì mình xem lóc chỗ nào để mà biết uh, lỗi cho, lỗi để mình sửa nếu như IT nó thiếu điều kiện cái thứ này kia thì phải coi lót thế dạ. nào? Dạ, cách nhanh nhất là anh biết làm gì mà anh thuận. Cách nhanh nhất là anh liên hệ anh Phú bên đầu họ có chuyên môn họ vô họ xem lóc họ chắc là sửa lỗi cho anh cho nhanh. Cái này dạ. phải rồi anh. coi rồi ở trên anh. trang của chị đây. Đây. Dạ, dạ đúng rồi em 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 chọc anh đó, dạ rồi thì trong tất cả cái tool đó đang mọi người thấy là cái report nó rất là quan trọng mà hồi nãy giờ em không nói tới report dạ giờ em mới nói tới report sơ cho mọi người sẵn em nói luôn uh, recommend của Microsoft nha anh thì anh nên tích hợp cái report của mình với lại hệ thống lấy lóc của Azure lóc analytics đó, thì nó sẽ lấy lóc được rất là nhiều thứ rồi mình sẽ xây dựng được các cái workbook để nó theo dõi đó thì anh thấy đây là em có thể uh, như hồi nãy anh nói đó thì đây là em do hệ thống này em có tích hợp lóc nhưng mà em không có data tại vì đây là cái nền demo đó nên là không có ai xài cho mày hết nên là em sẽ không có data nó bấm vô lóc nó không có gì hết nó đóng vô cái nó không có gì hết nhưng mà ở đây là em đã tích hợp với vậy cái là hệ thống lấy lock của Azure mà hình như em có nhỏ quá mọi người thấy không ạ à? à, okay. thì mọi người thấy là sau khi em tích hợp lốc vào đó rồi đó thì em sẽ build được những cái quạt bút những cái quạt là những cái cuốn uh, những cái report mà mình uh, giúp mình chạy theo dõi liên tục cái cái cái, cái những gì sự kiện sẽ ở trong hệ thống của mình thì ví dụ như là mọi người có thể thấy được là Uh, Android là hiện trạng là khi mà đăng ký thiết bị lên có thiết bị nào bị fail thiết bị nào đăng ký không thành công hay không Dạ. Yeah. đôi khi thì vũ trình bày hay lắm nhưng mà hệ thống nó chạy cũng cũng hên xui nữa mà Dạ. Yeah. nó 34 một năm này cũng phải thấp nhanh khẩn server mà đó thì uh, mình có thể xem được log là nhân viên mình đăng ký thiết bị mới có thiết bị nào bị lỗi hay không thiết bị nào thành công Dạ. Yeah. rồi như hồi nãy mới vừa hỏi em là còn thí dụ như compliance bị fail thì nó cũng thể hiện trong cái log compliance fail này đó rồi thí dụ như thiết bị đăng ký vào trong Intune mà thiết bị đó cấu hình như thế nào có apply policy hay không có được cập hay như mình mong muốn hay không thì nó có thể hiện trong cái phần Intune device activity này đó thì do em nghĩ là chắc là anh chưa có tích hợp phần lấy lóc này nên là anh sẽ không có nhiều cái lóc uh, thông tin để anh xem thì em khuyến nghị anh em khuyến nghị là anh nên uh, tích hợp với cái cái cái, cái hệ thống lóc đối với là Azure, uh, Azure. Yeah. thì uh, chi tiết tích hợp và làm thế nào để làm được chuyện này thì anh có thể bên tiệm của nội sẽ 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 tư vấn cho anh thêm sâu hơn nữa, dạ yeah. thì uh, đó cái này là cái comment của em, dạ yeah. không biết đã trả lời câu hỏi của anh thuận chưa? Ừ, cảm ơn anh nhé. Dạ, dạ. Dạ rồi. Thì mình thấy có anh 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 trần. Chờ Văn thuận. thuận. à, có hai anh thuận, yeah. anh Trần Văn Thuận và anh Nguyễn Phúc Thuận thì không biết là anh nào anh vừa hỏi rồi, còn anh là chưa cái hỏi. Là anh thì thuận mới hỏi em đúng không ạ? À, uh, anh Nguyễn Phúc, Phúc Thuận à. Ừ, à thương. rồi, rồi okay, OK anh. Xin mời anh. Dạ rồi. Cho mình hỏi nha mình thì uh, chủ doanh nghiệp một công ty nhỏ vừa có sản xuất uh, và có khối uh, văn phòng thì uh, yeah. mà bên hiện giờ có khoảng là 14 user đang mua cái bản quyền 3 uh, 3 6 năm uh, standard thì uh, về phần phía bên mình cũng chưa có bật những cái uh, quản lý bảo mật như thế này thì. Uh, biết cái IT mà có thể việc này mà dạng thuê ngoài á thì có thể dạ. làm về công việc này như thế nào mình đang tìm hiểu cho đó tại vì bên mình chưa không có bộ phận IT chuyên trách uh, nội bộ. Dạ ok anh, để đi tổng tài đây nè, anh em tổng tài đây. Dạ. À, cái phần mà dịch vụ cho IT thuê ngoài đó thì chắc là team tích sẽ tư vấn thêm cho anh. Đó, thì uh, em 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 biết là bên Novantic họ cũng có những cái service để mà họ giúp cho anh là uh, thứ nhất là anh có thể cấu hình được các cái giải pháp bảo mật này theo như ý anh mong muốn cũng như là sẽ giúp anh quản lý theo dõi và báo cáo cho anh uh, trong xuyên suốt cái thời gian mà anh sử dụng dịch vụ của họ. Dạ thì uh, 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 với Microsoft tụi em thì tụi em có cái uh, uh, một cái danh sách những cái partner thì uh, nếu như anh hỏi em thì em sẽ khuyến nghị anh là anh nên sử dụng dịch vụ của bạn nơ còn nếu mà anh quen một bạn it nào đó ngoài đó thì uh, uh, anh có thể liên hệ với bạn thì cái chuyện đó tụi em không có recommend được dạ thế nên là uh, em vẫn khuyến nghị anh là nên sử dụng dịch vụ của bạn nơ đối tác của microsoft đối tác thức của microsoft ở việt nam uh, thì như trong trường hợp này là bạn có thể liên hệ với bên phía nomadic, thì họ có thể là uh, dựa vào cái yêu cầu của anh họ sẽ báo giá cho anh cái scope dịch vụ mà anh mong muốn dạ hoàn toàn có thể làm được chuyện này anh cũng không cần phải nếu mà doanh nghiệp mình, mình À, nhỏ mà mình chưa cần tuyển IT thì mình hoàn toàn có thể xài dịch vụ của bạn Nơ anh Thì ở đây em thấy là bạn Nơ họ có kinh nghiệm, họ có kiến thức, nè họ có trải nghiệm, nè. Dạ như như chú Thái Công nói, thì họ sẽ giúp cho anh quản lý được. Thứ nhất là cấu hình cho anh xài được đã. Sau đó họ quản lý, họ có kinh nghiệm, họ quản lý giúp cho anh. Nó cũng sẽ đỡ những đầu cho anh trong quá trình là anh sử dụng dịch vụ của Microsoft. Yeah. Ờ, cảm ơn em ha. Em sẽ để là sẽ học yeah. trong hồ trang. Thì, uh... Dạ, để, anh Phú uh, ơi chắc là ý. anh liên hệ thêm với anh Thuận anh Phú ơi. Ok ok thì uh, cái um, cái phần của anh Thuận vừa hỏi thì uh, chút xíu nữa mình cũng xin uh, chia sẻ uh, cái gói dịch vụ của Novintic uh, tiếp theo uh, sau ừ. cái phần câu hỏi của các anh chị. Uh, không biết các anh chị là còn có câu hỏi nào cho Vũ uh, với lại Novintic không ạ? Em thấy có một cái anh là anh Tú Chu ạ. À. Dạ, em không biết em đọc tên anh đúng hay không xin xin lỗi anh em đọc sai nha. Anh có nói là Microsoft vào số 5 BB Business Premium này giống như ISA ngày xưa của Microsoft Là tường lửa ảo thông qua phần mềm Như vậy so với Checkpoint hoặc là Firewall cứng của Cisco Thì được bao nhiêu phần trăm Dạ yeah. uh, Cái giải pháp bảo mật của Microsoft hồi nãy giờ em trình bày với anh Dạ yeah. Nó không giống gì với cái giải pháp ISA ngày xưa của Microsoft cả Đúng ISA ngày xưa của Microsoft là giải pháp bảo mật uh, Firewall của, của Microsoft Nhưng mà nó uh, Cái Firewall ngày xưa đó Nó chỉ level 3 thôi anh ạ à tức là trong cái lớp uh, 7 lớp OSI thì nó chỉ cái cái ISA cũng như là checkpoint hoặc là Cisco thì nó chỉ tới layer 3 thôi. À, nhưng mà đối với giải pháp này của Microsoft như em mới về trình bày á, là nó còn là nó vượt qua nó vượt qua cả level 7 nữa. Tức là nó nó gọi là zero trust tức nghĩa là mình sẽ phải tích hợp rất là nhiều thông tin trong hệ thống uh, từ lớp 3 tới lớp 7 luôn. À, từ lớp 3 tới lớp 7 thì em biết nó có nhiều lớp ví dụ như là cả về uh, Thứ nhất là lớp mạng nè rồi lớp OS lớp ứng dụng nè lớp data cho nó đúng không ạ thì Microsoft tích hợp hết tất cả những thứ này vào để build được cái nền tảng Zero Trust và bây giờ với Zero Trust á là mình mặc định bảy lớp website là mình phải 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 quản lý được và mình bảo vệ được hết dạ yeah. mà cái mà Zero Trust làm được so với những giải pháp bảo mật khác không làm được á là nó 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 không còn là cái cách làm bảo mật truyền thống ngày xưa như là firewall nữa ờ, nó nó sẽ phải xem xét về hành vi người dùng nè đó em nói ví dụ như cơ hồi nãy em mới vừa chia sẻ cái việc mà mình ngồi ở Việt Nam mình đang họp ở Việt Nam nhưng mà hệ thống thông báo mình là MFA có approve cho cái đăng nhập đó ở bên Trung Quốc ở bên Nga gì vậy hay không đó là hành vi người dùng dạ. Yeah. thì một cái giải pháp bảo mật lúc này nó phải đủ thông minh nó hiểu được như thế nào là một hành vi bình thường như thế nào là một hành vi bất thường tại vì có thể á con ransomware con malware nó tấn công vào trong hệ thống của mình đó nó xâm nhập được vào trong máy tính của mình rồi nó dùng các tài khoản của mình để nó đang nhập tiếp vào trong hệ thống để nó tấn công để nó mã hóa dữ liệu của mình firewall Cái này là bỏ tay rồi yeah. đó. mà nếu mà anh tài firewall thì coi như là dữ liệu của anh mà mã hóa hết rồi nhưng mà với, với cái giải pháp zero trust của microsoft đó, giả sử như là cái con ransomware hay con malware nằm trong máy tính của anh đi nó vào trong hệ thống nó vào trong sharepoint của công ty mình nó mã hóa, hóa dữ liệu nó, vào file server công ty mình nó mã hóa dữ liệu nó mã một lúc năm một file hai file nhưng mà tới lúc năm file 10 file mà nó mã hóa rất là nhanh đó. Thì lập tức hệ thống nó biết là chuyện đó, nó ngăn chặn cái hành động đó lại, nó báo cho IT biết cái máy tính nó có thể bị nhiễm ra xong qua mày quen rồi đó, tới làm việc với họ đi, cách ly nó ra yeah. Và cái cơ chế của Microsoft khi anh sử dụng SharePoint hoặc là OneDrive của Microsoft, đó, nó nó có cho anh cái, cái cơ chế là anh restore lại cái dữ liệu của anh Ngày xưa mình bị mã hóa dữ liệu là coi như thua đó, mình không có backup là coi như mình thua đó đúng không nhưng mà với SharePoint hoặc là OneDrive thì khi mà dữ liệu của anh bị mã hóa rồi anh hoàn toàn có thể sử dụng SharePoint và OneDrive để anh restore lại cái dữ liệu của anh một ngày trước khi mà anh bị mã hóa đó, thì anh thấy là cái giải pháp cloud của Microsoft xuyên suốt cái nền tảng của Microsoft nó có nhiều thứ để giúp cho anh ngăn ngừa cái chuyện là anh bị tấn công và anh bị mã hóa dữ liệu trong hệ thống của mình yeah. không biết là có trả lời được câu hỏi của anh tú chưa dạ yeah còn nói nếu mà so sánh giữa Cisco với lại uh, BP á, thì uh, nó không có cái sự so sánh nào tại vì nó là hai cạnh khác nhau hai khía cạnh khác nhau nên là uh, không so sánh được anh ạ à. nhưng mà có một cái anh chia sẻ đó, là về cái database về security á database về security tức là database về những con virus những con malware những con ransomware trên thế giới này á thì nó được share đều cho tất cả các cái hãng dạ trong đó có cả Microsoft Facebook Google Amazon rồi Cisco Checkpoint hãng nào cũng có cái database đó nó xe chung tại vì tất cả những công ty công nghệ họ cùng chung tay họ ngăn ngừa hacker cho nên là về cách về cái database về cái knowledge phát hiện ra cái con malware con virus trong hệ thống của mình các hãng làm được như nhau nhưng mà nó khác nhau một chuyện đó, là anh thấy đa số các hãng khác khi mà họ xài cái tool endpoint security trên máy tính của mình á, là nó phát hiện là cái file đã nhiễm virus nó diệt cái file đó nó xóa cái file đó luôn xóa và nó xóa cái file đó luôn coi như là mình mất cái dữ liệu đó nhưng với Microsoft thì Microsoft làm theo process tức là cái tool Windows Security mặc định có trên máy tính của Microsoft em em mở cho anh xem Tôi thấy trên máy tính của Microsoft tụi em không cài thêm một cái thứ party tool nào cả em có thầy em em có cài thêm Steam em chơi game thôi chứ không có cài thêm tool anh Android Security và em chỉ xài đúng cái mặc định cái Windows Security của Microsoft có sẵn trong Windows Windows 11 dạ yeah và nó cũng đi tách được cái file đó bị nhiễm virus thì khi mà anh double click vào cái file lên chạy cái file anh mở cái file lên đó thì con virus nó chạy chung luôn mà. Thì cách Microsoft làm đó là ngừa cái process. Nó ngừa cái process tức là cái file đó thì nó cho mở. Cái process work mở cái file work đó thì cho mở. Nhưng mà cái con virus chạy theo đó mình phát hiện được nó rồi thì nó hệ thống Windows Security của Microsoft nó ngăn cái process đó lại. Thì lúc này con virus nó không có chạy, nó không có chạy. Để nó không ảnh hưởng tới hệ thống của anh nhưng mà anh vẫn mở được cái file đó thì các hành xử của mỗi ứng dụng, mỗi cái giải pháp nó khác nhau ở chỗ đó thôi yeah. Ok. Thì không biết các anh chị nào còn có câu hỏi nào nữa hay không à, nếu mà các anh chị có câu hỏi thì các anh chị cứ việc hỏi thì nếu mà thời lượng chúng ta còn cho phép thì đối với Tích cũng như là Vũ sẽ cùng nhau chia sẻ các cái thông tin cũng như các cái câu hỏi của các anh chị. Còn nếu mà thời yep. lượng chúng ta hạn chế thì uh, nó sẽ liên hệ lại uh, với các anh chị để mà hỗ trợ cũng như là giải đáp những cái thắc mắc của các anh chị. Thì, uh, yeah. Đúng rồi. OK. Thì uh, tiếp theo mình xin chia sẻ uh, một cái service của nó uh, cho mọi người để mọi người. Uh, À, có những cái anh chị nào đang cảm thấy mình mình có cái nhu cầu cũng giống như là anh thuận hồi nãy anh có cái nhu cầu thì à, Domestic sẽ là làm việc tiếp chắc là sau cái cô này bên anh tổng hợp những cái câu hỏi này mình có phải trả lời qua email cho các anh chị cho nó rõ ràng anh phú hả tại vì yeah. trong một buổi cũng không thể nào trả hết trả lời hết được những câu hỏi cả yeah. ok thì mình xin chia sẻ cái slide thì bên Novatech đang có một cái chương trình cũng khá là hấp dẫn cũng như là hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp SMB. thì như các anh chị biết đó, giống như cái trường hợp của anh Thuận ngày nãy chia sẻ thì các cái doanh nghiệp SMB thì thường là sẽ không có IT và nếu mà nếu mà các anh chị đang vận hành cái business mà chúng ta gặp cái vấn đề về IT hay là chúng ta muốn xử lý vấn đề thì nó rất là gặp rất nhiều khó khăn thì bên Novantic, dựa theo cái nhu cầu của khách hàng thì NovinTech có một cái service đó là cái cái gói là uh, dịch vụ NovinTech gọi là NovinTech Managed Protection thì uh, cái nội dung của cái, cái 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 dịch vụ này là gì thì uh, cái nội dung của dịch vụ này là giúp cho uh, giống như là tích sẽ cung cấp một cái dịch vụ uh, quản lý cái hệ thống IT của uh, của các anh chị uh, nếu các anh chị sử dụng uh, các dịch vụ cloud chẳng hạn như là em em m em số năm trên cloud chẳng hạn thì ibm uh, uh, có thể hỗ trợ là quản lý cũng như cũng như là cấu hình hay là tối uh, ưu hóa những cái các yêu cầu của các anh chị trên đó mà các anh chị cũng không cần phải uh, thuê it thì uh, ở đây thì cái gói dịch vụ này sẽ gồm có chẳng hạn như là uh, nếu các anh chị mua business uh, premium thì uh, các anh chị sẽ được tặng 3 tháng miễn phí sử dụng cái dịch vụ uh, Novatic Minutes Protection kèm uh, uh, theo. Uh, tuy nhiên thì cái gói này các anh chị vẫn có thể các anh chị không uh, nếu anh chị không mua cái Premium này thì các anh chị cũng có thể mua riêng cái gói uh, uh, Novatic Minutes Protection riêng cũng được. Thì đó là cái 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 cái, uh, cái dịch vụ cái nội dung của cái dịch vụ này. Thật ra nói là đơn giản thôi, nó nhưng nó cũng không có gì nhiều nhưng mà Uh, nội vi hiểu được các cái khó khăn của khách hàng, đồng thời uh, nội vi cũng muốn là các khách hàng có thể um, có những cái um, kênh hỗ trợ uh, đối với các doanh nghiệp uh, S&P doanh nghiệp nhỏ uh, dưới um, 10, 20 người gì đó thì những doanh nghiệp này uh, cũng cần có những dịch vụ này. Thì uh, cái gói dịch vụ này nó sẽ gồm có hai cái uh, móc, hai cái gọi là hai cái gói riêng. Cái đầu tiên là cái gói Standard. À, là cái gói cơ à, bản nhất. thì cái gói standard này thì à, mức phí là dưới 50 user là 200 đô la. Thì, thì nếu mà tính à, <laughs> xin lỗi à, trên 50 user là 200 đô la. còn dưới à, 50 user thì sẽ tính theo từng cái user. thì cái công việc à, cho cái đối tượng khách hàng này á là cho cái các cái doanh nghiệp mới chuyển sang mô hình làm việc từ xa hay là các cái doanh nghiệp không có IT thì các cái đội ngũ sẽ cái đội ngũ robotic sẽ giống như là hỗ trợ remote các cái, cái 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 dịch vụ của 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 khách hàng của của các cái trạng hàng như là có cái dịch vụ về năm hay vân vân thì tất cả những cái dịch vụ này thì robotic sẽ hỗ trợ khách hàng là vì từ xa cũng như là nếu khách hàng cần có tư vấn hay là nâng cấp các cái gói dịch vụ gì đó thì thì cái gói dịch vụ này nó cũng sẽ nằm trong cái 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 yêu cầu đó luôn. À, cái thứ hai cái bên kia thì nó sẽ khác cái gói standard là cái gói Advanced thì gói Advanced thì nó khác cái gói kia thêm một chút xíu đó là cái số lượng user nhiều hơn. À, à, thì nếu mà số lượng khách hàng mà trên uh, user mà là uh, gọi là trên 50 user uh, thì sẽ tính là 250 đô À, tuy nhiên thì cái cái khối lượng công việc của cái gói này nó sẽ khác đi. À, chẳng hạn như là uh, nó sẽ uh, giúp cho khách hàng, như chẳng hạn như các anh chị sử dụng Azure đi, thì như các anh chỉ biết á, nếu mà chúng ta sử dụng Azure mà chúng ta sẽ không biết customize những cái uh, chính sách cũng như là các cái nguồn tài nguyên cho Azure thì cái chi phí mà hàng tháng chúng ta phải trả rất là cao. Thì uh, các cái kỹ sư của Nội sẽ họ sẽ tiến hành họ sẽ customize uh, các cái nguồn tài nguyên làm sao mà tối ưu nhất ví dụ như hàng tháng các anh chị nếu mà các anh chị không uh, không biết á thì chúng ta sử dụng mặc định á thì chúng ta để cấu hình mặc định nó chạy một tháng nó có thể sinh ra các anh chị vậy? chạy hạn như là 500 đô hai ngàn đô nhưng mà sau khi chúng ta customize lại rồi á thì nó có thể làm giảm xuống ví dụ như còn khoảng là 700 đô hay là 800 đô nó sẽ tiết kiệm đi rất là nhiều ví dụ như thế rồi uh, cái 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 công việc uh, về security hay là uh, gọi là assessment vào cái hệ thống của các anh chị ấy, nó sẽ được tối ưu hơn thì đó là hai cái dịch vụ mà uh, Novatic có thể uh, hỗ trợ khách hàng uh, để mà khách hàng có thể yên tâm toàn tâm toàn, toàn việc trong cái việc mà làm business thôi còn cái việc IT thì chúng ta đã có cái nguồn IT bên ngoài rồi và vận hành uh, đối với một cái doanh nghiệp nhỏ lúc này chúng ta cũng gần chị cũng sẽ có một cái hệ thống tương đương với doanh nghiệp lớn. tất cả nó đều nằm trên cloud mà chúng ta cũng có đội ngũ để quản lý và chúng ta cái việc chúng ta chỉ là tập trung vào vận hành về business thôi. Thì đó là cái phần chia sẻ của mình về các cái service của Novetic. Thì không biết là các anh chị nào có câu hỏi nào không ạ? À? Nếu mà các anh chị không có câu hỏi như nào về phần này thì bên mình sẽ có một bạn là Business Development đó là bạn Tâm Thì nhà Tâm chia sẻ thêm một số cái chương trình hay là một số cái promotion gì đó cho các anh chị tham gia đây để các anh chị có thể biết được thông tin ạ Dạ vâng, cảm ơn anh Phú à, Để em xem màn hình ạ Uh, xin chào tất cả anh chị, uh, em là Tâm, Hà, thuộc đội khách hàng doanh nghiệp smb của bên công ty Noventic. Uh, em sẽ share với các anh chị cái phần uh, discount nếu mà các anh chị uh, mua sản phẩm Microsoft 365 Business Premium uh, trong khoảng thời gian bây giờ cho tới 15 tháng 1 của năm tới. Uh, các anh chị có nhìn thấy màn hình của em không ạ? Ok, Tâm ơi, thấy rồi, Tâm ơi. Dạ vâng, cảm ơn anh. Thế thì cái chi tiết offer nó là gì? Uh, Microsoft họ sẽ discount 18% cho sản phẩm Microsoft 365 Business Premium. Uh, thông qua cái cách đặt hàng CSP cũ hoặc là NCE mới từ 15 tháng 1 của năm nay tới 15 tháng 1 của năm 2024. Thế thì uh, uh, Worldwide thì họ offer cho hai khu vực thị trường là APAC và Ấn Độ. Mình ở đây Việt Nam thuộc APEC thì mình sẽ được hưởng cái mức 18%. À, cái chương trình này thì những khách hàng nào sẽ sẽ được hưởng? Thứ nhất là những khách hàng mới với lại Microsoft. À, lúc à, ban đầu ấy và thông thường ấy thì là mình nghe hội thảo đúng không? Nếu mà các anh chị là khách hàng mới, các anh chị thấy sản phẩm nó hay nó phù hợp với công ty của mình thì các anh chị có thể trial. Thế nhưng à, riêng cái chương trình này thì nó có một cái lưu ý là nếu như mà mình mình thấy hay thì mình có thể tham khảo hoặc là mình làm như nào đấy để không dùng đến cái cách trial trong trường hợp này, bởi vì nếu như mà các anh chị dùng đến cách trial thì mình sẽ không được tham gia cái chương trình promotion 18% discount, đó là có một cái nhắc nhở. Cái thứ hai là những anh chị ở trong côn này có thể là mình đã có cái business premium rồi và mình đến hạn renew thì mình renew đúng hạn trong cái khoảng thời gian promotion vừa rồi để mà được hưởng cái offer hoặc là các anh chị đang mua Business Premium ở cái Monthly Commitment, à, Monthly Commitment thì nó có cái offer riêng của nó. À, tuy nhiên nếu mà xét về chi phí thì à, tổng giá tổng cái giá thành thì nó không thể tốt bằng cái chương trình 18% discount này được. Do vậy mình có thể chuyển đổi từ cái Commitment mua theo tháng để sang cái Commitment mua theo năm để hưởng cái mức discount 18% này. À, đối tượng khách hàng nữa có thể phù hợp đấy là các khách hàng hiện tại của Microsoft nhưng mà đang dùng các cuộc nốt thấp hơn, ví dụ như là Business Basic hoặc là Business Standard. Ok, đấy thì um, cái nội dung phần discount cho cái skill theo năm thì uh, nó là như vậy. Thì các anh chị uh, có thể cân đối cái uh, nhu cầu, uh, cái um, uh, kinh phí uh, của bên mình để có những cái uh, cân nhắc phù hợp ạ. cần offer là như vậy có anh chị nào có câu hỏi gì không, không ạ ok nếu mình không có câu hỏi gì thì mình cứ tiếp đi anh phú nha uh, ok thì uh, cái phần uh, workshop uh, của buổi sáng hôm nay uh, giới thiệu về cái các cái tính năng uh, về bảo mật của um, uh, cái bộ uh, Business Premium uh, trong đó là có một cái tính năng uh, chắc là nãy giờ Vũ cũng có trình bày rất là nổi bật đó là uh, Conditional Asset Thì uh, uh, hy vọng là cái buổi workshop này uh, sẽ mang đến cho các anh chị cái nhìn rõ hơn về cái bức tranh tổng quan về security tại vì chúng ta cứ nghĩ là lên cloud rồi thì ok rồi mọi thứ cứ để shop lọt nhưng mà cái việc mà uh, dữ liệu thì bây giờ chúng ta cũng phải uh, phải 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 thấy kè thì uh, hy vọng là uh, cái buổi này các anh chị có thể uh, xem lại các cái tình hình uh, cũng như là cái bức tranh uh, uh, it của do, doanh nghiệp mình uh, chúng ta có 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 cần phải uh, đầu tư để bảo vệ dữ liệu hay không thì um, rất cảm ơn các anh chị đã dành thời gian quý báu của mình để tham dự cái buổi cuộc sống sáng hôm nay thì uh, Novintic cũng sẽ xin uh, gửi lại cho các anh chị những cái thông tin cũng như là một số cái câu hỏi về survey cho cái buổi này sau cái buổi cuộc uh, sống này thì mong các anh chị uh, phản hồi uh, và mong các anh chị ở trong cái phần survey đó thì nó sẽ có một, một cái câu hỏi là các anh chị mong muốn gì uh, thực hiện cái cái, cái topic gì cho cái buổi workshop tiếp theo à, à, cái gì nó sẽ hấp dẫn cho các anh chị đúng không? Như giống như các anh chị thấy là ok hôm nay mình nghe bên với Microsoft nói về Conditional Set hay quá nhưng mà còn chẳng hạn như con Defender, còn Labeling như thế nào, à như cái này thì nãy Vũ chưa có nói đến hoặc là Vũ mới nói giới thiệu sơ qua thôi thì có thể là các anh chị sẽ offer cho bên Nominative biết và các cái nhu cầu cũng như là các cái mong đợi của các anh chị trong cái giải pháp sắp tới cho cái workshop sắp tới thì uh, ok thì bây giờ cũng đã 11 giờ uh, 30 rồi. Thì uh, rất cảm ơn một lần nữa uh, đã thay mặt tích rất cảm ơn các anh chị đã dành thời gian mình tham gia. Thì uh, nếu những uh, có những câu hỏi, câu hỏi nào mà bên tích chưa kịp trả lời thì các anh chị cứ uh, nhắn trong cái phần team chat này nha. Vì cái phần team chat này mình cũng sẽ để mở như vậy thì các anh chị có thể nhắn vào đây và đội ngũ uh, Novenetic sẽ liên hệ lại để uh, tư vấn cũng như trả lời các câu hỏi của anh chị hẹn gặp lại các anh chị ở những cái phần của shop tiếp theo hay hơn và mang nhiều thông tin giá trị hơn. Xin chào, xin tạm biệt các anh chị ạ. À.